Xin chào các bạn, hôm nay Anna sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà làm tan mỡ bụng cho nữ nhanh nhất. Bạn nên áp dụng ngay vì mỡ bụng của bạn sẽ bắt đầu tan chỉ sau 3 ngày. Là phụ nữ thì chúng ta có một cái cơ thể với đường cong gợi cảm hơn là đàn ông. Và bù lại thì cái lượng mỡ trên cơ thể của chúng ta cũng rất là dễ bị tích tụ quá đà nếu mà mình so sánh với nam giới. Và chúng ta cần phải biết rằng là cái mỡ bụng của chúng ta thì gồm hai phần, là phần mỡ dưới da và phần mỡ nằm bên sâu bên trong các cái và bao quanh những cái nội tạng. Cái phần mỡ dưới da thì nó có thể làm chúng ta bị mất thẩm mỹ, nhưng cái mỡ mà gây ra những cái hệ quả nghiêm trọng hơn thì đến từ mỡ nội tạng. Mỡ bụng cũng chính là một trong những cái kho mà dự trữ những cái cặn bã và độc tố chưa kịp phân hủy hết của cơ thể chúng ta. Và chính vì những cái cặn bã độc tố này đọng lại ở bên trong cơ thể sẽ làm cho bụng của chúng ta mất đi cái sự thon thả và săn chắc gọn gàng. Đồng thời nó là nguyên nhân mà gây nên tất cả những cái tình trạng bệnh mãn tính, đặc biệt là hiện tượng lão hóa nhanh cho làn da của chúng ta. Và Anna sẽ hướng dẫn các bạn những cái danh mục thực phẩm mà bạn càng ăn, mỡ bụng của bạn càng được đốt cháy đi một cách nhanh chóng. Và Anna cũng sẽ hướng dẫn bạn cái cách mà bạn kết hợp những loại thực phẩm này thành một cái chế độ ăn để bạn có thể đốt cháy mỡ bụng nhanh nhất, và đặc biệt là dành cho các bạn nữ. Cái danh mục thực phẩm mà Anna cần nhắc đến ở đây á, thì bạn sẽ thấy nó đang ở trên hết, ở trên bàn này. Và nó có thể được gọi là danh mục thực phẩm tàng hình, bởi vì mình ăn đến đâu thì mỡ bụng của mình sẽ được đốt cháy đến đấy. Cho nên là mình thì vẫn được ăn, cơ thể của mình, tế bào của mình vẫn có đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng để hoạt động. Nhưng các mô mỡ thì nó lại không hiểu là được ăn. Và vì thế cho nên là các mô mỡ nó sẽ được kích thích để mà đốt cháy. Quay trở lại về cái lịch sử thì mỡ của chúng ta tại sao nó lại được tạo ra? Mỡ của chúng ta tạo ra để làm một cái bức đệm, bộ đệm cho cơ thể, đồng thời là giúp cho cơ thể tránh khỏi hai cái nạn, đó là nạn đói và rét. Và khi mà nó thấy rằng là mình đang bị đói thì lúc đó nó mới kích thích để đốt cháy mỡ. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể ăn những cái loại thực phẩm mà cơ thể của chúng ta nghĩ rằng là không ăn và nó sẽ kích thích để đốt cháy mỡ bụng đây? Đầu tiên là mình phải ăn 100% là tươi sống hoàn toàn. Nếu trong trường hợp mà mình ăn những cái loại thực phẩm này mà mình lại ăn nấu lên thì nó đã không còn đầy đủ những cái vitamin, enzyme cần thiết cho cơ thể của chúng ta và giúp kích thích mỡ đốt cháy nữa. Vậy những cái loại đào nào mà mình có thể ăn? Bạn có thể nhìn thấy đây, đầu tiên phải kể đến đó là ớt chuông. Ớt chuông là một trong những cái loại thực phẩm mà Anna vô cùng yêu thích. Đây là một trong những cái loại thực phẩm chứa nhiều nước và có tính kiềm. Hơn 90% thành phần ở trong ớt chuông là nước, và ớt chuông thì có 3 màu: màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Trong ớt chuông có một cái thành phần có tên gọi là capsaicin. Đây là một cái hoạt chất đốt cháy mỡ cực kỳ hiệu quả. Nếu bạn chỉ cần ăn ớt chuông thôi, chưa cần nói đến cái chuyện là mình tập luyện thể dục hay mình luân phiên với những loại khác, thì mỡ bụng của bạn sẽ được giảm đi một cách nhanh chóng. Tiếp theo bạn cũng có thể nhìn thấy những cái loại khác như là dưa leo này, rồi bưởi, các cái loại như là cải bó xôi, cần tây, táo. Bạn cũng có thể ăn thêm những cái bộ quả mọng. Bộ quả mọng có thể kể đến á, có thể kể đến như là cherry, dâu tây, việt quất, nho, kiwi và lựu. Trong tất cả những cái loại quả mọng này nó có rất là nhiều những cái chất chống oxy hóa, và những chất chống oxy hóa này sẽ giúp cho tế bào của chúng ta khỏe mạnh. Khi tế bào của chúng ta khỏe mạnh thì bạn biết không, chỉ cần tế bào khỏe mạnh thôi, nó sẽ tự biết cách phải làm sao để hấp thu những thất chất cần thiết và giúp cho cơ thể loại bỏ những cái thứ mà không cần thiết. Ở đây bạn cũng sẽ thấy rằng là cần tây thì không, bạn có thể bạn sẽ thắc mắc là chúng ta sẽ ăn cần tây như thế nào. Cần tây thì có những cách ăn như sau. Bạn có thể ăn sống. Khi mà bạn ăn sống á, thì bạn có thể chọn cái phần thân của cần tây. Phần thân của cần tây mình ăn nó có một cái vị ngọt và dễ ăn hơn rất nhiều so với cả phần lá. Thế còn trong trường hợp mà bạn không ăn sống thì bạn có thể ép cần tây ra thành nước. Và cần tây là một cái loại mà cái sớ của nó rất là dai, nó chứa nhiều nước và sớ rất là dai, cho nên khi bạn ép nước thì bạn nhớ là bạn cắt khúc cho nó dễ mình sử dụng. Còn cải bó xôi thì sao? Cải bó xôi cũng vậy, bạn cũng có thể ăn sống hoặc là bạn cũng có thể ép nước. Đối với trường hợp mà bạn ăn sống á, thì chúng ta thường là phải dùng cái loại sốt. Thế còn khi mà bạn ép nước thì bạn sẽ không cần phải dùng loại sốt nào cả. Đây là những cái loại mà bạn nên đưa vào trong bữa ăn của mình mỗi ngày để cho chúng ta có thể có được cái nguyên liệu giúp kích thích mỡ của chúng ta đốt cháy. Bên cạnh những thứ mà Anna vừa nhắc đến thì bạn cũng có thể chọn thêm một số loại như là cà rốt và đặc biệt là mạ lúa mì. Mạ lúa mì là cái cây lúa mì non khoảng 8 cho đến 12 ngày tuổi. Sau khi gieo trồng lên thì mình cắt ra và mình ép nước. Mạ lúa mì là một trong những cái loại thực phẩm mà giúp kích thích đốt cháy mỡ thừa tự nhiên vô cùng tốt, và nó có chứa rất là nhiều vitamin, enzyme, muối khoáng. Với cái việc mà mình uống khoảng 30ml mạ lúa mì thì tương ứng với cái việc đó là mình có thể giống như mình ăn khoảng 1 cho đến 1,5 kg rau xanh. Nếu bạn không có mạ lúa mì tươi thì bạn có thể mua bột
mạ lúa mì bạn. Nếu bạn còn quan tâm nữa là làm thế nào để bạn biết được những cái loại rau củ quả khác mà bạn có thể ăn thuộc cái nhóm thực phẩm tàng hình mà bạn càng ăn vào bên trong cơ thể thì mỡ bụng của bạn càng được kích thích đốt cháy nhanh chóng, thì bạn có thể search hai cái từ khóa này ở trên Google, đó là alkaline food, thực phẩm có tính kiềm, và một loại thứ hai nó là watery food, thực phẩm chứa nhiều nước. Đây chính là hai cái loại thực phẩm mà khi mà mình ăn vào bên trong cơ thể, nó cung cấp cho mình cực kỳ nhiều dưỡng chất và làm cho chúng ta được kích hoạt cái quá trình, thúc đẩy cái quá trình mà đốt cháy mỡ bụng của chúng ta. Một đặc điểm thứ hai mà bạn cần phải lưu ý khi mà bạn chọn ăn những thực phẩm này, đó là bạn phải chọn được những thực phẩm sạch. Sạch tức là sao ạ? Ở đây chúng ta cần phải nhớ đến một cái nguyên lý của thực phẩm. Thực phẩm là được trồng ở trên đất và nó bị phụ thuộc rất là nhiều vào cái hàm lượng dinh dưỡng của đất, nguồn nước tưới cho nó và cái không gian khi mà nó, cái không gian mà nó sống là có bị ô nhiễm hay không. Có những cái loại cùng một cái loại giống nhưng mà trồng ở Việt Nam thì khác, trồng ở Mỹ thì khác, hoặc là cũng cùng một loại giống mà trồng ở Đà Lạt thì khác, trồng ở miền Bắc khác, trồng ở miền Tây khác. Và mỗi cái vùng đất đấy nó sẽ tạo ra cái hàm lượng dưỡng chất ở bên trong những cái loại rau củ quả này khác nhau. Và cái giống trồng cũng rất là quan trọng. Tại sao bây giờ đang có xu hướng là trồng theo hướng organic, theo hướng hữu cơ? Là bởi vì là cái giống mà ở theo hướng hữu cơ ấy thì sẽ là những cái giống mà ít biến đổi gen hoặc là không biến đổi gen, và cái phân bón cũng là phân bón hữu cơ, nó sẽ làm cho cái hàm lượng dưỡng chất ở bên trong cái trái cà rốt này hay là bất kể một loại rau củ nào nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc là người ta bón phân hóa học hoặc là người ta trồng trên những cái đất mà bị ô nhiễm hoặc là đã bạc màu. Anna lấy ví dụ nhé, cũng là trái cà rốt, nhưng mà nếu mà bạn dùng cái cà rốt của Trung Quốc với cả cà rốt của Việt Nam mà trồng ở trên Đà Lạt, bạn sẽ thấy là nó khác nhau hoàn toàn luôn. Kể cả bạn uống, mùi vị nó cũng khác nhau, màu sắc nó cũng khác nhau, và chắc chắn là hàm lượng dinh dưỡng nó cũng khác nhau. Vậy cho nên rằng là một trong những cái điều kiện mà tiên quyết nhất là chúng ta cần phải có đồ sạch để ăn. Trong trường hợp bạn ăn cái đồ mà không sạch thì lại lợi bất cập hại, bạn lại càng đưa vào trong cơ thể của chúng ta nhiều độc tố, và những độc tố đấy nó lại làm cho mỡ của chúng ta ức chế toàn bộ quá trình đốt cháy. Và để cho bạn yên tâm rằng là khi mà bạn ăn những cái loại thực phẩm trong danh sách thực phẩm tàng hình này, nó sẽ làm cho chúng ta được kích thích đốt cháy mỡ và đồng thời vẫn đảm bảo đủ tất cả những cái dưỡng chất cho cơ thể của chúng ta, thì bạn có thể kể đến rằng là ở trong những cái loại thực phẩm màu xanh như là mạ lúa mì này, hay là cải bó xôi này, hay là cần tây, thì cái hàm lượng diệp lục trong nó rất là cao. Diệp lục tố là một cái loại mà được ví như là năng lượng mặt trời ở dạng lỏng. Tức là chúng ta không thể nào ăn được cái năng lượng mặt trời ở dạng ánh sáng, thì chúng ta sẽ được ăn cái năng lượng mặt trời đó thông qua những cái giọt diệp lục ở bên trong những loại rau củ màu xanh này. Và đồng thời trong những loại rau cải như là cải bó xôi, cải xoăn cũng có cái hàm lượng protein cao, chứ không phải chỉ có ở trong thịt thì mới có hàm lượng protein. Tất cả những loại vitamin khác như là vitamin A rồi vitamin B và rất là nhiều những loại vitamin quan trọng cần thiết cho cơ thể thì đều có thể tìm thấy ở trong những cái loại thực phẩm có màu xanh. Ngay cả các khoáng chất như là canxi, sắt, magie bạn đều có thể tìm thấy trong những thực phẩm này. Nếu như bạn chuyển sang táo thì bạn cũng thấy là táo có một cái hoạt chất giúp cho cơ thể của chúng ta có thể trẻ hóa tế bào và làm cho chúng ta kích thích đốt cháy mỡ, đó là pectin. Đồng thời là trong tất cả những loại quả mọng có rất nhiều anthocyanin, rồi có beta carotene, lycopene, rất là nhiều những cái hoạt chất khác nhau sẽ giúp cho các bạn có thể trẻ hóa này, vừa đẹp và mỡ bụng vừa được kích thích một cách nhanh nhất. Và nếu bạn là tín đồ của salad thì bạn có thể bổ sung thêm vào rong biển. Rong biển mình có thể ăn cái loại rong biển tươi hoặc là mình ăn cái loại rong mà đã sấy khô lên á. Không phải là rong mà ở trong cái bánh dùng để cuộn kim chi đâu nhá. Cuộn kim bắc đâu nhá. Bởi vì những cái rong biển mà đã được chế biến đấy thì nó không giữ được những cái hương vị tự nhiên cũng như là cái hoạt chất thiên nhiên của nó. Mà mình sẽ ăn những cái loại tươi và không qua chế biến. Hiện tại ở Việt Nam chúng ta thì có thể trồng được rong nho, và rong nho ở Việt Nam chúng ta là một cái loại rong biển mà được rất là nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản đánh giá là nguồn rong biển chất lượng cao. Nếu mạ lúa mì là một loại siêu thực phẩm ở trên cạn thì rong biển có thể nói là một loại siêu thực phẩm ở dưới nước. Bạn mà bị thiếu canxi này, rồi thiếu iốt này, rồi sắt này, hay là bạn cần phải có một cái nguồn để cho cái hệ vi sinh vật của chúng ta phát triển ở trong đường ruột của chúng ta, làm cho đại tràng của chúng ta khỏe mạnh, làm cho chúng ta giảm bớt tất cả những cái nguyên nhân mà và các cái gọi là cái nguy cơ mắc những cái bệnh đại tràng, thì bạn nên bổ sung rong biển vào trong chế độ ăn của mình. Và bạn có thể ăn cái rong biển sấy khô, mình có thể trộn với salad, mình có thể nấu canh rong biển, mình có thể nấu canh rong biển với đậu phụ, hoặc là mình có thể nấu canh rong biển với các loại rau cải, đều là những cái loại kết hợp rất là tốt. Chúng ta sẽ ăn như thế nào với những cái loại thực phẩm như thế này? Cái cách ăn là mình sẽ ăn như sau.
sau khi bạn đã chọn được thực phẩm tươi rồi và bạn đã chọn được thực phẩm sạch rồi, vậy bây giờ một ngày chúng ta cần phải ăn lượng như thế nào, ăn theo giờ giấc như thế nào để cho mỡ bụng của chúng ta được kích thích đốt cháy nhanh nhất? Trước tiên là bạn sẽ ăn theo trọng lượng cơ thể. Một ngày bạn sẽ có 3 bữa là bữa sáng, bữa trưa và bữa chiều. Trong đó thì bữa sáng và bữa chiều thì bạn sẽ ăn tất cả các loại rau, củ quả, thực phẩm mà Anna vừa kể tên dưới cái dạng tươi. Anna nhấn mạnh lại dưới dạng tươi nhá. Chứ mình không xào nấu trong bữa sáng và bữa tối. Bữa sáng và bữa tối này thì mình sẽ ăn theo cái trọng lượng cơ thể của mình. Ví dụ như mình mà nặng 55 cân thì một bữa mình sẽ ăn khoảng 5 lạng rưỡi. Nếu mình nặng 70 cân một bữa mình sẽ ăn 7 lạng. Như vậy thì cái nó sẽ đủ cái lượng chất để mà giúp cho chúng ta có một cái cảm giác là bụng của chúng ta đủ no, và đồng thời rằng là nó đủ cái loại hoạt chất để kích thích cho mỡ của chúng ta được đốt cháy. Chúng ta sẽ ăn theo tỷ lệ là 2 rau và 1 trái cây. Ví dụ như ớt chuông này, dưa leo, cà rốt, rau cải và cần tây thì mình tính là rau. Còn những loại như là những loại quả mọng như táo là mình tính là trái cây. Và bạn nhớ rằng là mình sẽ ăn làm sao mà mỗi loại mình ăn mình chỉ ăn trong vòng một nắm tay. Ví dụ như là cherry thì mình chỉ ăn vài trái thôi, mình cầm lên được. Việt quất cũng vậy, mình ăn vài trái. Nho cũng vậy, mình không ăn bất kể một loại nào mà quá nhiều, bởi vì là cái hàm lượng đường ở trong trái cây nó vẫn khá là cao. Và khi chúng ta ăn nhiều thì nó vẫn làm cho chúng ta bị ức chế quá trình mà đốt cháy mỡ bụng. Cho nên bạn hãy nhớ cái lượng ăn của mình. Ví dụ một trái lựu mà to như thế này thì bạn chỉ ăn khoảng 1/4 của trái lựu là đủ rồi, chứ mình không cần phải ăn cả một trái lựu cho một bữa. Cái thói quen của chúng ta thường là chúng ta ít khi chúng ta mua mỗi loại ít một, mà chúng ta sẽ mua là một loại, sau đó ăn hết rồi mua loại khác, ăn hết rồi mua loại khác. Thậm chí là có một số người là sẽ thích một số loại này và quên một số loại kia. Cái này thì là do sở thích ăn uống của mình rồi. Cho nên là bạn hãy nhớ rằng là bây giờ khi mà mình vào siêu thị mình mua những cái loại trái cây này, nó cũng có những cái hộp rất là bé. Thì đấy chính là cái phần mà mình nên mua. Và mình về mình có thể mix với nhau để mình chia ra mình ăn trong vòng khoảng 4 ngày. Thì nếu mà tủ lạnh của bạn tốt thì bạn vẫn có thể đảm bảo được những cái loại trái cây, rau củ quả này nó có thể tươi trong vòng 4 ngày để mình có thể sử dụng cho cái chế độ dinh dưỡng của mình mà không cần phải quá cầu kỳ đi chợ nhiều lần. Cái điều tiếp theo là bạn cần lưu ý là bữa trưa của mình thì mình làm sao. Đương nhiên là trong cái chế độ này mình không thể nào nhịn ăn toàn bộ được rồi. Có thể một số bạn nãy giờ đang thắc mắc là ô thế mình không được ăn thêm những loại thực phẩm khác nữa sao? Cơ thể của chúng ta vẫn cần cái thực phẩm chế biến. Bởi vì chỉ có một số những cái loại mà thịt động vật á, nó mới có một số những cái acid amin không thay thế. Và những cái acid amin không thay thế này thì chúng ta cần vào đưa vào trong cơ thể của chúng ta ở cái dạng là đã được nấu chín để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và không mắc những cái nguyên nhân mà gây những cái bệnh do một số những cái vi khuẩn hoặc là ký sinh trùng ký sinh trong những loại thịt động vật này. Do đó chúng ta vẫn cần ăn bữa trưa, và bữa trưa thì bạn vẫn được ăn cơm. Anna nhấn mạnh lại là bữa trưa bạn vẫn được ăn cơm. Và cái cách bạn ăn cơm là bạn sẽ ăn khoảng một chén cơm thôi. Và bạn sẽ ăn cái lượng thức ăn tức là thịt cá, trứng, những cái loại tôm, cua gì đó bạn sẽ ăn khoảng một lạng. Sau đó bạn sẽ ăn thêm cả cái loại rau. Lần này bạn sẽ được nấu rau lên này. Bạn có thể ăn bất kể những loại rau gì, miễn là rau thân lá. Anna nhấn mạnh đấy nhé, bạn cần phải ăn phần lá và phần thân của thực vật, bởi vì phần củ của thực vật nó vẫn chứa rất là nhiều tinh bột và nó có thể làm ảnh hưởng đến quá trình mà đốt cháy mỡ bụng của mình. Nếu mình muốn cho mỡ bụng của mình được đốt cháy một cách nhanh chóng và chỉ ngay sau 3 ngày mỡ bụng của chúng ta đã được đốt cháy, thì bạn nhớ là bạn phải cần phải ăn cái phần lá và phần thân. Đồng thời trong bữa ăn thì bạn có thể xào rau này, luộc rau này, nấu canh. Nhưng mà nếu mà bạn nấu canh hoặc là luộc rau thì bạn đừng ăn cái nước luộc của nó. Chúng ta có một nguyên tắc bất di bất dịch để cái vùng bụng của chúng ta có thể tạo thành form và nó săn chắc, đó là mình ăn riêng hoặc uống riêng. Đây là một trong những cái nguyên tắc mà Anna rất là thích. Nó là một mẹo cực kỳ hay và có hiệu quả nhanh chóng. Nếu mà bạn vừa ăn vừa uống sẽ làm cho, thứ nhất là thực phẩm ở bên trong cơ thể của chúng ta nó sẽ bị trương hơn nhiều, và cái dạ dày của chúng ta sẽ to ra. Khi mà dạ dày to ra và thì đương nhiên là cái bụng của chúng ta to ra rồi. Bụng của chúng ta thường được chia thành hai phần là bụng trên và bụng dưới. Đối với phụ nữ của chúng ta, phần bụng dưới thì liên quan nhiều đến mỡ hơn, còn phần bụng trên nó chủ yếu là cơ và những cái cơ quan nội tạng của chúng ta. Nếu như mà bạn bị tích mỡ nội tạng thì nguyên cái vùng bụng này nó sẽ rất là bự. Thế còn nếu mà tích mỡ dưới da thôi thì khả năng là cái vùng bụng trên của bạn này nó sẽ phẳng, còn cái vùng bụng dưới của mình thì nó sẽ to một chút. Vậy nếu như bạn đảm bảo được là bạn sẽ ăn riêng hoặc là uống riêng thì nó sẽ làm cho, góp phần làm cho cái dạ dày của mình nó vừa đủ no, mà nó sẽ giúp cho dạ dày của chúng ta là thu hẹp lại, giống như là một số bạn ấy có phải là đi cắt
bỏ dạ dày thì mình không cần, mình chỉ cần là điều chỉnh dần dần một cái thói quen sinh hoạt của mình rất là đơn giản thôi, cũng có thể làm cho cái phần cơ quan nội tạng của mình nó sắp xếp được đúng vị trí, nó không quá nặng nề để mà làm thay đổi cái vị trí của nó, và cái bụng của chúng ta sẽ săn này, thon gọn này và sẽ đẹp nhá. Vậy thì bữa trưa của bạn, bạn vẫn được ăn và bạn nhớ là ăn cái lượng như vậy. Vậy bữa sáng và bữa tối bạn chẳng lẽ mình chỉ ăn rau hay không? Không thôi sao? Thế thì Anna sẽ có hướng dẫn bạn một loại, thêm một loại nữa, đó là ngũ cốc. Ngũ cốc của chúng ta, nếu như mà mình ăn được ngũ cốc thì nó sẽ giúp cho chúng ta no lâu hơn. Đó là điều đầu tiên. Bởi vì trong các loại tinh bột thì ngũ cốc được xếp vào loại tinh bột mà có giá trị dinh dưỡng cao hơn là gạo trắng của chúng ta. Có điều Việt Nam chúng ta thì ăn gạo trắng rất là quen, và gạo trắng thì mềm, có thể kết hợp ngon với rất là nhiều những cái loại thức ăn khác nhau. Thế còn khi mà ăn ngũ cốc thì bạn có thể có rất nhiều cách. Mình có thể nấu ngũ cốc để mình ăn, hoặc là đơn giản hơn là mình có thể uống những loại bột ngũ cốc. Bản thân Anna thì Anna thấy là khách hàng của Yobo thích những cái gì mà dễ giải quyết, dễ thực hiện, cho nên là họ thích cái cách mà uống ngũ cốc. Và ngũ cốc phải là một cái loại ngũ cốc mà đảm bảo tất cả những cái giá trị dinh dưỡng, như đảm bảo được là lượng protein, tinh bột và cả lượng chất béo trong đó. Nếu như bạn nhìn ở đây, bạn có thể thấy đây là ngũ cốc của Yobo. Và ngũ cốc của Yobo cũng là một trong những loại ngũ cốc mà có giá thành rất là dễ chịu, phải nói là cực kỳ dễ chịu. Và Anna có hai cái loại định lượng cho bạn có thể dùng, là nếu mà bạn cảm thấy rằng là bạn chưa sẵn sàng cho một định lượng lớn thì bạn có thể dùng cái định lượng này ở trong 3 ngày, còn không thì bạn có thể chuẩn bị cho mình một cái hộp này, mình có thể dùng trong vòng 10 ngày. Với những cái loại ngũ cốc này mình sẽ dùng làm sao? Mình sẽ pha với nước nóng để cho nó nở ra nhá. Có rất nhiều bạn sợ rằng là ôi chị ơi chị, bây giờ pha với nước nóng thì nó sẽ vón cục mất. Thế nhưng mà bạn yên tâm rằng là bởi vì ngũ cốc, những cái loại ngũ cốc mà tốt á, và đặc biệt là làm mà có những cái loại hạt có nhiều chất béo nữa, thì đảm bảo rằng là bạn pha lên đúng tỷ lệ thì nó không bao giờ bị vón cục. Chỉ sợ rằng là bạn đã pha quá đặc hoặc là bạn pha sai tỷ lệ thì nó mới bị vón cục mà thôi. Trong ngũ cốc của Yobo thì có sử dụng các loại như là đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, mè đen, mè trắng, hạnh nhân, mắc ca, ốc chó và hạt bí. Thì đây là những cái loại mà bạn có thể sử dụng hàng ngày. Đây là những loại bạn có thể sử dụng hàng ngày mà không ảnh hưởng gì đến hệ thống nội tiết tố hay là hormone của chúng ta. Bạn có thể để ý thấy là Anna không có dùng đậu nành. Đậu nành nếu mà không mua được cái nguồn hữu cơ á, mà mình sử dụng những cái nguồn biến đổi gen thì nó khá là khó lường cho những cái sự phát triển của một số cái loại khối u này, hoặc là một số những cái tình trạng mà mất cân bằng hormone nam nữ ở bên trong cơ thể của chúng ta. Cho nên rằng là Anna không có sử dụng đậu nành để đảm bảo an toàn cho tất cả chúng ta. Và bạn cũng có thể sử dụng này, cái phương pháp này không những chỉ cho cá nhân mình đốt cháy mỡ bụng cho mình, mà mình cũng có thể sử dụng cái chế độ này nếu mà bạn muốn chăm sóc cho chồng của mình nữa. Bởi vì đây là một cái chế độ mà tất cả những thực phẩm này là những cái thực phẩm tự nhiên tốt cho sức khỏe. Đồng thời có một số bạn cũng đã từng hỏi Anna một câu là nếu mà bạn bị cao huyết áp bạn có dùng được không, nếu bạn bị tiểu đường bạn có dùng được không, nếu như bạn bị tim mạch hoặc là một số những cái bệnh mãn tính bạn có thể sử dụng được không. Thì Anna sẽ giải thích trong một câu ngắn gọn. Chế độ này là chế độ tốt cho sức khỏe, là chế độ mà kích thích cơ thể của chúng ta cân bằng và khỏe mạnh bằng cách là nó sẽ tự đào thải những cái loại mỡ dư thừa bên trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là mỡ bụng. Bởi vì mỡ bụng là một cái thứ mỡ dư thừa, cho nên bây giờ khi không cần nữa, cơ thể của chúng ta sẽ tìm cách để đào thải nó ra. Trừ trường hợp bạn bị bệnh gút thì bạn nên giảm một số cái loại thực phẩm có nhiều hàm lượng protein như là cải bó xôi thì bạn không nên dùng. Hoặc khi bạn dùng thì bạn phải hỏi thêm ý kiến bác sĩ về cái lượng dùng làm sao cho vừa đủ. Hoặc là bạn có thể là bạn giảm những cái loại protein động vật để bạn chuyển thành protein thực vật thì bạn vẫn có thể dùng. Tức là có cái trường hợp bị bệnh gút thì bạn sẽ thận trọng hơn một chút. Còn tất cả những trường hợp khác như là tiểu đường hay là những cái một số trường hợp bị huyết áp thì chế độ này là chế độ mà sẽ giúp cho chúng ta không những chỉ đốt cháy mỡ thừa mà còn làm sạch cái dòng máu của chúng ta, làm sạch cả cái hệ cơ quan nội tạng của chúng ta và sẽ giúp chúng ta có một cơ thể khỏe khoắn. Và thêm một cái nốt rất là quan trọng. Nếu như trong trường hợp mà bạn sống ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể tìm thấy cửa hàng nước ép rau củ của Yobo, hoặc là bạn có đủ thời gian để bạn chuẩn bị ở nhà thì trong ngày bạn nên uống thêm những cái loại nước ép rau củ quả. Anna có rất là nhiều công thức, Anna cũng đã làm rất là nhiều những cái video có
giới thiệu những công thức này rồi, bạn có thể tìm xem trong kênh YouTube của Yobo. Còn nếu như mà bạn không có đủ thời gian hoặc là rau củ quả mua quá nhiều và tốn quá nhiều chi phí, thì bạn có thể một hàng ngày bạn có thể uống thêm những cái ly trà. Trà thì ở đây là trà hạt chứ không phải là trà làm từ lá trà. Trà làm từ lá trà thì nó cũng có những cái hợp chất mà giúp cho chúng ta chống oxy hóa. Thế nhưng mà với Anna thì nó vừa có cái mặt lợi và nó có cả những cái mặt hại. Dù sao nó vẫn là một số những cái chất kích thích và nó không tốt cho cái tràng tướng của chúng ta. Cho nên là Anna không có sử dụng trà lá mà Anna sử dụng những loại trà hạt. Trà mà Anna thích nhất là trà làm từ đậu đen, gạo lứt và kỷ tử. Đây là một cái loại trà mà cũng có một cái mức giá vô cùng dễ chịu, dễ thương nữa là khác rồi, vì nó rất là rẻ. Và bạn có thể nấu một ngày, bạn có thể uống thêm khoảng 1 lít rưỡi trà. Như vậy á, bạn chia ra thành các ly khác nhau và bạn uống nóng. Ở trong trường hợp mà bạn không có trà nữa thì bạn đành phải uống nước lọc. Nước lọc thì mình cũng lưu ý là mình cũng sẽ uống nóng và mình cũng sẽ chia ra thành những cái ly nhỏ để mình uống. Lượng nước mình sẽ uống làm sao đây? Vì một ngày á, cơ thể của chúng ta, bạn có thể tuân theo một cái nguyên tắc là 0,4 lít nước trên 10kg trọng lượng cơ thể. Tức là một người mà nặng khoảng 50 cân thì họ sẽ uống khoảng 2,5 lít nước. Thế nhưng ở đây chúng ta là toàn ăn tất cả những loại thực phẩm có nhiều nước rồi. Cho nên là bạn có thể trừ bớt đi này, trừ bớt đi tổng cái lượng nước mà bạn đã ăn ở trong những loại thực phẩm này. Trừ bớt đi cái lượng nước mà bạn uống trong trà hoặc uống ở trong những loại nước ép rau củ quả. Nhớ rằng uống nước ép rau củ quả này, uống từ những loại này, và bạn nhớ là bạn phải uống cái loại không đường. Bản thân nó đã rất là ngọt rồi, cái vị ngọt vô cùng dễ chịu. Có rất nhiều khách hàng đã tưởng là Yobo có thể là đã cho thêm một số cái lượng đường nào đấy vào khi mà bạn sử dụng những cái loại thực phẩm tươi mà có chất lượng tốt, sạch và vùng trồng trên những cái vùng đất tốt, thì bạn yên tâm rằng là cái vị ngọt của nó vô cùng thanh và vô cùng dễ chịu. Chúng ta hoàn toàn có thể uống được mà không cần phải thêm đường. Trong trường hợp mà bạn đã có nước ép trái cây và trà thì bạn nhớ là phải trừ bớt đi, rồi cuối cùng là bạn sẽ uống thêm nước vào bên trong cơ thể. Nếu bạn có tập thể dục thì bạn có thể, trước khi tập thể dục bạn có thể uống thêm nữa một lần ngũ cốc nữa. Bình thường bạn sẽ uống ngũ cốc 2 lần vào bữa sáng và bữa chiều. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà bạn đi tập thể dục và bạn tập cái cường độ cao, đốt cháy có thể khoảng 200-300 calo cho một bữa tập, thì bạn hoàn toàn có thể uống thêm cho mình một cái phần ngũ cốc nữa, hoặc là ăn tăng lên thêm một trái táo nữa. Và hãy nhớ rằng là tất cả những cái gì mà Anna vừa chia sẻ với bạn, khi bạn thực hiện được 3 ngày thôi thì mỡ bụng của bạn đã được đốt cháy. Và bạn hãy thực hiện ngay, bởi vì khi bạn thực hiện thì chỉ trong vòng 3 ngày là mỡ bụng của bạn đã được kích thích và bắt đầu tan. Và có rất nhiều khách hàng là họ đã giảm ngay với vòng bụng của họ, và giảm rõ nhất cái vòng bụng của họ. Khi mà họ giảm như vậy thì sau 3 ngày bạn có thể giảm được một size quần áo, tức là bạn đang size L mà có thể về được mặc vừa được cái váy của size M, bạn đang size M mà có thể mặc vừa được cái váy size S. Nếu như mà bạn đang bị mập hơn một chút và bạn không mặc vừa cái váy của mình và bạn sử dụng cái phương pháp này 3 ngày sau bạn sẽ mặc vừa lại cái váy cũ của mình và không cần phải tốn tiền mua trang phục mới. Đây đã là cái trải nghiệm mà đã được thực hiện và đã được khẳng định trên hơn 3.000 khách hàng trong một năm của Yobo. Và Anna tin chắc rằng là khi bạn sử dụng phương pháp này, bạn sẽ nhanh chóng tan được mỡ bụng và sẽ làm cho bạn sở hữu một cái vòng bụng thon gọn và nhỏ nhắn, phẳng lì. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu cái quá trình thực hiện cái phương pháp này nhé. Và bạn có bất kể một câu hỏi nào, hoặc là trong quá trình của bạn thực hiện, bạn có bất kể một hình ảnh cho bữa ăn nào, bạn có thể chụp lên comment vào video bên dưới này và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận xem là bữa ăn của bạn đã chuẩn hay chưa, có cần phải gia giảm thêm bớt cái phần nào không. Anna cũng rất là mong là bạn sẽ like, share và rung chuông cho kênh YouTube của Yobo, và hãy tag tên những người bạn của mình, chia sẻ cái video clip này cho những người bạn của mình để tất cả chúng ta đều có một cái vòng bụng thon gọn và phẳng lì nhé. Xin cảm ơn bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.